nay đi làm về tối nha. Đây hai ba đứa nó đứng đây nó đợi nè, hai con kia mình nhốt vô mình chưa thả ra nha. Đây, hai ba đứa đứng đây nó đợi. Hôm nay về tối nha. Sao hả? Ủa? Đói hả? Đó hả? Đó hả? Hôm nay về tối giờ này đói đúng không? Để cho ăn nha. À, bà sao làm gì ạ? Khóc mà bà sao? Khóc hả? Ở đây làm gì tối hả? Bà đói khóc hả? Người có đứng đây vẫn ngồi khóc. Còn bà Bông với bà Julie hai bà kia làm gì đó? Bà Bông làm gì vậy Bông? Hả? Làm gì vậy bà tay hả? Hả? Phải là kể là về tay đúng không? Hả? Đi đâu á? Ừ? Gì ạ? Bây giờ hôm nay đi làm trễ có bữa mà. Hả? Được rồi. Hôm nay đi làm cái ngày vừa mới về này đó. Được rồi, thì cưng nó cái coi. Nhìn nó tội quá. Đây mọi người, hôm nay nãy giờ về giỡn giỡn mấy con kia, bà với Sam á, hôm nay bỏ nó ở nhà nguyên một ngày luôn. Cho nên bà tủi thân và khóc. Bà về mới gặp mình đi làm về bà khóc này, nhìn cái mặt bà kìa. Đâu 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 rồi. Trời ơi con gái góc về khóc ghê thương quá. Được rồi đưa cái mặt rồi. Hả? Hả? Ước mềm cái mặt à? Khóc à? Trời ơi nhìn mặt cưng nha. Ui, người tưởng nước mắt cá sấu cũng khóc hả? Cha đi làm cho về liền cái chiều ra về chứ cha có ở lại đâu mà khóc. Anh nhìn cái mặt à? Đâu? Anh đã khóc đâu? Ừ. Nước đâu? Nước mắt đâu? Nước mắt đầm lìa, nước mắt cá sấu. À, đi chơi mấy bữa đi theo xe hay cho nó đi theo mọi người, mà hôm nay mình đi á, là mình không cho nó đi theo, hôm nay vất vả hơn không cho nó đi theo cho nên để nó ở nhà. Hồi nãy về mình giỡn giỡn mấy con kia có bắt đầu cái bà ngồi khóc, bà khóc là biết liền, bà khóc bà giận lẫy là một nữa, bà chui trong kia bà nằm, hai nữa là bà lình 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 cái mặt bỏ đi nha. Đâu rồi rồi mặt rồi nhìn cưng lắm luôn nha con Sam. Thầy ơi, đâu mà khóc đâu, mặt mua khóc đâu, hả? Hả? Mua khóc đâu, nhìn mặt quá cưng nha, nhìn cho nó khôn lắm nha, biết thương mình lắm á, đi đâu là đòi đi theo mà, đó, đi xe máy không vậy, đi xe tải vậy ra là đòi đi theo luôn, quá cưng luôn, hai con kia nó quậy quá, về cũng cho đồ ăn, hồi nãy mình về cái mình mấy đứa nhỏ nó cũng đem đồ cho ăn rồi, nhưng mà giờ này nó đang chờ mình nè. À. Nhìn cưng chưa hả sao hả mà khóc hả đâu thơm cái nè thơm không thơm cái nè nhớ phải thơm nhé. Đây chó mà nó cũng có cảm xúc nha mọi người đó, chó mèo mà nó cũng có cảm xúc, như con mèo nó có cảm xúc bằng con chó nha. Đấy mặt tôi còn buồn á, sáng mình đi là coi như là nó thấy mình xách cái giỏ leo lên xe tải đi với khách hàng, cái là nó ở nhà bắt đầu nó lịch lịch đi vô một hơi rồi đó. À, chiều nay mình về cái mình thấy ba đứa nó đứng nó nằm ở đây nó chờ mình, ba đứa nằm đây chờ thấy bả buồn buồn mới nằm ra đây chảy nước mắt nè. Đâu đưa con mọi người xem có nước mắt cá sấu đâu, đâu đem rồi đâu nước mắt đâu rồi, nước mắt cá sấu đâu. Ướt mồm một khóc, ướt mồm một ướt mồm ướt mũi ướt mồm. Ướt tay luôn, nước đọng vô tay cha luôn rồi á, lòng trắng nước mắt trắng rồi. Nhìn cưng ha. Đấy, vậy á mọi người thấy không, đó chó mà đi về mà nó thương nó nựng mà thấy mình nó đổ nước mắt luôn thì làm sao mà nỡ bỏ cho được phải không. Hôm nay mình cũng ra mình chinh phục con chó già kia mà không bắt được nha, nó khôn quá, không biết mấy con chó mà nó bị lạc lạc nó khôn lắm, chỉ cần chạy nó giữ khoảng cách chừng cỡ 1 mét 2 mét định chạy ra bắt nó mà cuối cùng nó bỏ chạy mất tiêu luôn, không bắt được nó nha. Đó. Để nay mai dụ dụ lấy xúc xích hay gì cho nó ăn riết rồi nó quen bắt đầu thử coi bắt nó thử coi được không. Đó. Để ngồi giống y không thầy chùa vậy. Được không, có chuyện gì muốn nói không, đi cả ngày về đó hả, rồi cái mổ ướt hết trơn khóc hả, cảm xúc dữ ha, cảm xúc dữ ha, cảm xúc đang dâng tràn. Đâu được mọi người xem qua này. Thật sự ra mình nói chó mèo nó không biết vui không biết buồn, thật sự ra nó biết vui biết buồn mà nó có cảm xúc giống như con người mình thôi mọi người, nó rất là có cảm xúc nha, dù khi nó nói không được tiếng Việt mình thôi, nó nói không được tiếng con người mình thôi, thật sự ra nó rất có cảm xúc nha,
nó biết vui biết buồn nha, lúc mình la nó hay là chuẩn bị mình la nó. Chỉ cần con sao này mình nói hôm nay tắm cho tất cả mọi đứa nha là nó bỏ chạy mất dép liền đó. Nó nghe chứ bộ, nó có cảm xúc và nó nghe được nhưng mà nó không biết nói và không biết trả lời thôi nha. Rồi, chó nó hay nha, nó làm gì ạ? Đi về cái là theo tôi hoài vậy trời, xuống đi chơi đi má, đi đuổi đi chơi này, không chơi nữa đi. Nằm giống như con kangaroo. Biết con kangaroo không hả? Ừ. Biết kangaroo không? Hãy Ừ. Đó, ngồi giống như là gì ạ? Ừ. Sao đi chơi không? Ừ. Khóc luôn nha, khóc chảy nước mắt luôn, để cho mọi người xem thôi. Tay vuốt cái đồi ướt tay luôn ha. Đấy. Liếm nước miếng nước mắt đi. Ôi trời, liếm thật à, nước mắt cũng liếm dơ bả dơ mà khó luôn hả? Biểu biểu làm gì làm đó hả? Vậy đưa mặt đây quýnh cái coi, đây qua đây quýnh cho nó đau nè, đưa mặt qua đây mau. Này nãy quýnh sao được ha, cái đỏ tai lông đỏ dài nè, mới tỉa mới cắt rồi hết nè, để mùa mưa tới là nó dơ, nhưng mà mùa tới dơ bà bông kia nữa. Đấy con sam, đây là bà sam nha, còn bà bông thì khỏi nói, bà bông thì không thương mình đâu, quả nằm kia bông đứng coi nào, để qua đây coi má, qua đây để coi. Ngày chiều tới bỏ chạy mất dép là nhớ ngày giờ tới này bỏ đói nha. Chơi với bông thôi, còn hai con mập với là sao thì nhốt lại rồi, bây giờ thả ra mấy đứa mà quản lý không hết, nó chạy xuống nó phá banh cái vườn rau của bà xã. Rồi bắt đầu bà xã và đứng bà chửi cho từng trên xuống dưới luôn, chửi từ cha lẫn con luôn. Cái vườn rau mà nó leo vô nó lăn thì sao nát hết cái vườn rau má luôn. Để biểu coi. Ừ. Sao hết giận chưa? Đó. Hết giận chưa? Đó. Làm như người giống cộng bún vậy. Đó. Cười ha. Đó, đây là bé Sam nha. Ở nay mai để cha đi đi nay mai đi đi hàng rồi cha dắt đi nha, nay mai cho đi không có bỏ bê ở nhà nữa nha. Đó, ok ha, ok. Bà bà bông kia đó, bà bông đi cảm giác bà thế nào, còn hai con kia nhốt rồi thả nó ra nó quậy quá. Bà con bông ơi, kéo nó đã được do trời rồi bà bông. Kéo hoài không vô, kéo hoài không vô, banh lô tai này lên ga này giảm ga luôn nè. Đây là bà bông nha, bà bông thoát chết cũng nhiều trận lắm rồi nè, ai có theo dõi những cái clip của bông á, cái bông cũng thoát nhiều trận lắm rồi đó. Nói nháo cái gì hả, ăn uống gì không? Thôi rồi có người vô rồi, dọn xuống mở cửa mau, dọn xuống mở cửa kìa mau, dọn xuống mở cửa mau, xuống mở cửa, dọn xuống mở cửa đây, đi mở cửa, mở cửa đây rồi vô này, thằng cái Sam nha. Ơi coi chừng đụng, coi chừng đụng, coi chừng đụng, rồi cát bẻ cái gì rồi, coi sao bông nó chạy ra ngoài không đó. Sao bông nó mất tiêu rồi. Đây bông đi đi ra chào đón mấy chị đi đi học về rồi. Rồi cà xanh với Sam nè, lông nó mấy bữa nay cắt ngắn ngắn lại đỡ rồi nha. Đó, ngày mai mình quyết định mình ra mình xem thử con hai con chó kia qua, mình chắc con chó nhỏ có thể bắt được, con chó lớn bắt sợ nó cắn nha, sợ nó cắn cho nên con chó lớn nhiều khi không dám đụng nó, chó lớn đụng sợ nó cắn, nó to rồi còn chó nhỏ có thể bắt được. Sao? Ừ. Rồi chơi xíu đi là cha đi nấu ăn cho, hồi nãy mấy chị cho ăn là mà cho ăn gì ạ, cơm với cá hay cái thịt gì không biết, mấy chị cho ăn rồi chút nữa cho ăn đệm thêm nữa là được nha. Làm như là xa nhau từ đời nào về cái nằm ấm ấm vậy đó. Sao nói đúng hay sao mà dính cái lỗ tai lên hả? Ừ. Ở nhà có quậy phá gì không? Ừ. Sam thì ít quậy phá hơn hai con kia, con trà xanh với con mập, còn nhất là con mập, con trà xanh thì nó nhảy bởi mới hư thai, nó nhảy quá mà mang bầu mà nhảy cao, nhảy nó nhảy tới cổ mới luôn,
con bông thì ấy, bông thì tính bình đẳng, còn con mon nó thì cũng dễ thương, mon thì lùng lắm. Thôi chào mọi người đi, để cha vô cho nấu đồ gì cho ăn nha. Bây giờ cũng tối rồi, 6 7 giờ rồi, được chưa? Nói chào mọi người nè. Thôi chào mọi người nha, cha vô cho nấu đồ cho ăn, và ngày mai dậy sớm ra phòng bắt hai con chó kia nha, bắt được con nào bắt nha. Bắt được đâu thấy bỏ chạy mất dép rồi. Mai mình cố gắng mình để theo sát hai con kia, mình làm quen với nó từ từ bắt. Mình sợ nó đi ra ngoài đường lâu ngày á, sợ bị trúng bả hoặc bị người ta bắt hoặc là xe nó này kia, cho nên mình cũng sợ. Mà điều cái bắt cũng khó bắt nha, kiểu mấy con chó là lạ bắt nó khó, còn nó dễ dễ mấy ngày nên bắt được rồi. Thôi bây giờ cha con sẽ kết thúc lại và đi xuống để nấu đồ cho mấy đứa nó ăn nha. Kia rồi mình cũng ăn nữa. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người nào. Bye. Được chưa? Hết giận chưa? Hết giận chưa?